Ok không? Lên. Nào, trèo lên. Cao lắm không? Đấy, trèo lên vai ấy. Ngu thế. Không biết trộm bây giờ. Ai hốt thì mà. Ai biết trộm bây giờ không biết. Đấy. Lên. Lên rồi. Đó. Hôm nay em chết thấy kỹ năng này. Một phát một, ăn luôn. Một thôi. Thôi, cắn cũng làm mấy chữ. Để đếm một. Để đếm một cắn nghe. Hồn lắm chứ. Lên đây để gỡ cho nó chắc cú. Đi thử cú.
cười đấy nhỉ. Giật kiểu gì đấy? Em đóng vào sâu đi, em nó tụt cái kia ra ấy. Không biết đấy à? Nó ăn sâu quá. Không biết đâu, ui, nhiều lắm, nhanh lên để câu. Từ từ. Nó bụp bụp rồi. Bình tĩnh. Sao người ta chăn nuôi cái loại này nhỉ? Thì mới 3-4 con thôi. Cầu dễ lắm, cầu đường dài lắm rồi. Con này nó ăn tạp. Quả môi thần thánh này của em thì đẳng cấp luôn. Ồ, thế thần thánh rồi. Tụt váy rồi. Tụt vẫn lắp được mà. À rồi. Ok rồi. À rồi. Nhúng nhảy thế. Còn mắc lưỡi nữa cơ. Đây. Anh lôi cả hộp nhà rồi. Tút, tút, tút lại kia đi. Ít nữa tút. Đấy. Đó anh tuột xuống. Sự thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Đây này, cháu còn mang cả cái này, cháu quay anh ấy bảo là dân cháu đi quay video với lóc mà. Mày bỏ ra. Không phải đây này, em còn quay video mà. Tao không biết video thì đừng biết, tao chỉ biết. Cháu mới đi ăn cơm, cháu làm gì quay video. Tao chỉ biết là cái con là mày cầm ở tay thôi nhá. Cháu cũng cầm đâu. Mày đưa con đây lên, đưa lên, tao thu con đây lên. Không, đừng thu. Nhanh lên, mày đưa lại nhầm nhá, đưa đây. Con này của cháu đi câu đây. Ôi nhưng mà, ôi. Cho cháu về đi, đâu có tiếng nữa cháu. Cháu mày đi lên, đi lên. Mày xuống rồi là mày phải lên được. Không lên được cao. Đi lên đây, nhanh lên. Treo lên đây. Cao lắm ngã. Không có kiếng ngã nữa, mày xuống rồi là mày phải lên được. Nhưng mà đi trên đất. Đất cũng được. Ồ, đau lắm. Nhanh. Nhưng mà đừng thu cần của cháu nghe. Tao không biết, nhanh lên. Cần này của cháu, không phải cần của mày ca đâu. Tao không biết thằng nào, tao chỉ biết thằng cầm cần đấy. Nào bây giờ mày có cái nữa không? Nhưng mà cháu có ăn trộm đâu. Mày vẫn còn cái nữa. Tuyệt vời. Nướng. Tạm biệt nhé, người anh yêu anh. Chúc em vui bên người. Vàng bạc cao sáng lấp lánh mang nụ cười. Nghe tin người đi ngỡ ngàng. Em theo ai tình đã lỡ làng. Dốc hết kỳ ơ. Cái gì đây? Chạy đi, chạy nhanh đó. Chị chả chạy. Đi, mất hết rồi. Mất cái gì? Đánh vào. Sao mà không chạy? Thì mày phải tự biết đường mà chạy đi thân. Mà chạy nào đi, thằng lo anh bảo là đi câu cá nha bạn anh gì
nghe tao bảo mày đi câu trộm mày đi à? Tao đi rủ thì mày ghê. Sao mày không đu thế mày không chạy vòng trăng đằng bên kia? Chạy được à? Bên này có lợn nó cứ nó cứ hợi này. Lợn đi chạy nó. Mày hãy đuổi lợn mà sợ gì? Nhưng mà không sợ. Em mà chạy em đấy liệu con mạng này về không? Mày bà không thấy điện thoại không? Thu điện thoại đấy. Thu hết máy quay rồi. Thu cả cần câu của em. Thu cả mồi giả rồi. Anh vào đòi mồi giả đi. Sao mày ngu? Con cá nó có biết chạy đâu, mày biết chạy thì không chạy đi. Em chạy được à? Chạy sang đằng bên cửa bên kia này có lợn, lợn rừng người ta đang để. Còn chạy sang bên này á, mày gì? Không ăn một cái xẻng vào đầu ấy. Thế làm được cái gì? Người thật sự có cái chạy thôi mà cũng không chạy được. Cao mất bố mày quay rồi. Mất cái anh tụi đi rủ đi. Anh tụi bây giờ làm nào? Làm nào ngứa, anh gọi chuộc cho em đi. Không biết giả cần này. Chuộc bao tiền? Ai biết được. Bà ấy bảo là cứ gọi thằng đại ca đại củ của mày đến đây. Tao nói chuyện. Bà không nói chuyện, méo tai em đỏ hết cả tai. Mày vào giả cá xin lại đi. Em mà xin được lại lúc đấy em xin rồi. Thì lúc đấy chưa có cá, bây giờ bây có cá. Bây giờ em vào bà xách nốt tai này lên thì chết em. Bây giờ có cá thì làm gì bà thích, bảo cháu giả cá thì bây giờ đúng không? Mày lấy cá, người ta lấy cần, bây giờ mày giả cá, người ta giả cần giả máy, thế rồi, là sao? Rồi, dễ đây đây, vào á, khéo rồi bị nhốt ở đấy ấy. Anh làm gì mà nhốt? Anh chủ đi ăn đi ăn trộm, anh giỏi anh vào mà đi mà đi, em chẳng đi. Trộm đâu? Thì hôm trước, rủ đi hôm trước tao hỏi rồi, nhưng này, mà hỏi hôm trước. Anh mà không chuộc cái đấy cho em á, sao em đi báo công an? Anh đi đâu ấy? Từ đi, tao với mày đi vào. Không, anh đi vào chuột. Em bị méo tai đủ chết rồi. Tao với mày vào có. Không. Ôi,